Dân tộc Nùng là có nghĩa là ai giúp mình thì là mình coi như là cái đấy là gọi là cái lễ trả ơn rồi đúng không? Em làm dưới Hà Nội. Làm dưới Hà Nội à? Thế là làm công việc gì ở đây? Phụ hồ. Phụ hồ á? Làm công việc phụ hồ này thì có vất vả không? Có. Có à? Một tháng thì được tầm bao nhiêu tiền? 6-7 triệu à? Thế là 6-7 triệu như này thì thường thường là một tháng là em gửi cho bà là bao nhiêu tiền để mà cho bà thuê người ta hộ mình làm cũng như là đóng tiền lãi ngân hàng, lại cả bánh kẹo nữa, thêm là cả gạo nữa này á. Nhưng mà đối với cháu Lực thì là cháu Lực rất là xúc động của bác ạ. Lấy vải xuống để cho mẹ cháu Lực là may cho cháu Lực là một cái bộ áo đấy. Cường là cậu cả đấy chưa? Được không? Con này là cá gì đây? À, con này là cá chép này, đúng rồi. Cá sẽ gồm là đậu phụ này, măng nấu với lại là xương, thêm là cá chép với lại như là cá khô các bác. Vậy những cái canh đắng này, xong là mấy cái món trong làng nữa các bác. Xin chào các bác, xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Thưa các bác, hôm nay thì rất là bất ngờ các bác ạ. Còn cái bất ngờ đấy là gì thì một tí nữa cháu Lực sẽ nói sâu các bác. Còn bây giờ thì chắc là các bác theo dõi trên những cái khung cảnh với lại cái thước phim cháu Lực đăng tải lên thì thứ nhất là có bà này, và thứ hai thì có cả em Cương, và thêm là có cả bác ở gần nhà em Cương, và thêm là một bạn nữa. Đấy thì Cương thì gửi một lời chào tới các ông các bà nha. Vâng. Cháu Cương xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi. Thì bà thì không biết nói tiếng phổ thông của bác ạ, cho nên là bà cũng không có nói được tiếng phổ thông lắm, nhưng mà nhìn vào trên khuôn mặt của bà thì lúc nào là bà cũng rất là hồng hào, cười mở, và nhìn mặt trên khuôn mặt của bà thì lúc nào cũng rất là phúc hậu của bác ạ. Hôm nay thì buổi sáng này thì anh cũng có nghe bà điện cho anh. Đấy thì là bà với lại Cương thì có bảo là đi xuống nhà cháu Lực cô bác ạ. Đi xuống nhà cháu Lực thì không biết là vì cái mục đích gì, thì cháu Lực sẽ để cho em Cương để em ấy chia sẻ cho các bác cùng biết cô bác nhé. Thời gian vừa rồi chia sẻ đấy các bác thì cũng được các bác cô chú anh chị ở trên kênh Bản Em là yêu quý, và đặc biệt thì là có sự đồng hành của chị là Trần Đố Giáng My để mà đồng hành cùng em Cương, giúp cho em Cương là có được cái ngôi nhà ước mơ. Mẹ cháu Lực thì là vừa mới về các bác ạ. Hôm nay thì là mẹ cháu Lực cũng đi đám ấy, thành ra là tối muộn thì mới về. Đấy, quay trở lại cái câu chuyện mà lý do tại sao em Cương lại đến đấy các bác. Thì Cương thì có thể là bật mí cho các bác là hôm nay thì sao lại em với bà lại xuống nhà anh nhỉ? Em xuống nhà anh ăn cơm một bữa thôi ạ. Xuống nhà anh là ăn cơm một bữa, nhưng mà ăn cơm này thì có kèm theo là có lấy cái gì xuống không đấy? Em có ạ. Có à? Thế thử nói là hôm nay là lấy cái gì xuống nhà anh? Lấy muối con ngan với một tí gạo với hai tép rượu xuống anh ạ. Thế là như đấy thì nếu mà để theo thì theo bà ấy thì bà nói rằng là như thế nào thì mới cầm xuống? Người ta bảo theo dân tộc của mình ấy. Theo dân tộc Nùng là có nghĩa là ai giúp mình thì là mình coi như là cái đấy là gọi là cái lễ trả ơn đấy đúng không? Vâng. Thứ nhất thì là hai anh em mình cũng có cơ duyên với nhau, và thứ hai thì cũng được các bác cô chú anh chị mạnh thường quân là đồng hành để mà giúp đỡ cho em. Vâng. Đấy thì bây giờ thì em cảm thấy là em đi làm ấy, em đi làm xa thì có yên tâm chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Thế mà yên tâm ở đây là em thì em Cương rất là lo về bà của bác ạ. Trước kia thì ở một cái ngôi nhà mà phải nói là nhìn ở bên ngoài thì khá là to các bác, nhưng mà khi mà đi vào trong nhà đấy, đặc biệt và những lúc mà trời mưa đấy thì bị dột rất là nhiều các bác ạ. Nhà của em Cương đấy thì hôm nay là Cương xuống nhà anh thì cũng phải nói là rất là bất ngờ các bác ạ. Đấy, rất là bất ngờ. Đấy, còn vừa rồi là những cái điều mà cháu Lực với em Cương là chia sẻ lên rồi. Thế thì Cương thì cho anh hỏi là thời gian này thì em đi làm ấy thì là làm ở tận đâu? Em làm dưới Hà Nội. Làm dưới Hà Nội à? Vâng. Thế là làm công việc gì ở đấy? Phụ hồ.
Phụ hồ á? Vâng. Làm công việc phụ hồ này thì có vất vả không? Có. Có à? Vâng. Một tháng thì được tầm bao nhiêu tiền? Được tầm 6-7 triệu đấy. 6-7 triệu á? Vâng. Thế là 6-7 triệu như này thì thường thường là một tháng là em gửi cho bà là bao nhiêu tiền để mà cho bà thuê người ta hộ mình làm cũng như là đấu tiền lãi ngân hàng? 2-3 triệu anh ạ. Một tháng thì còn dư được 2-3 triệu à? Vâng. À. Thế là còn những khoản thì mình có tiết kiệm được cho bản thân mình chút nào không? Chưa anh ạ. Chưa à? Vâng. Hôm trước thì anh có lên trên nhà em ấy thì cũng có nghe bà nói rằng là em đi làm tiết kiệm thì mua xe à? Vâng. Mua xe này thì tầm độ bao nhiêu tiền? Chắc tầm 20 triệu anh ạ. Tầm 20 triệu à? Vâng. Tầm 20 triệu thì mày có được một con xe. Đấy, bây giờ thì thứ nhất là xe thì nó là một cái phương tiện mà rất là hữu ích cô bác ạ. À, những lúc mà bà bị ốm đau hay là cần công việc gì, xe máy thì nó sẽ nhanh hơn cô bác. Cương thì năm nay là gần 18 rồi nhỉ? Vâng ạ. Đấy, Cương thì năm nay là gần 18 tuổi rồi cô bác ạ. Đấy, lớn rất là nhanh. Đấy, bây giờ thì em ấy là yên tâm là đi ra ngoài để mà đi làm công việc, xong là kiếm tiền về để mà trả nợ dần. Hiện tại thì em vẫn còn đang nợ cái khoản là ngân hàng là 25 triệu nhỉ? Vâng. 25 triệu là một tháng đóng tiền lãi ngân hàng là mấy trăm nghìn nhỉ? Hơn 300 ạ. Hơn 300 nghìn. Vâng. Còn 300 nghìn là Cương đi làm về để mà tích góp dần đấy cô bác. Thì những cái khoản như này này cô bác này, thì hiện tại thì đối với lại là kênh của cháu Lực đấy, thì nếu như có cô bác anh chị nào có yêu quý ấy, giúp đỡ được cho hai bạn cháu để mà giả được cái khoản ngân hàng để bớt đi trên đôi vai của mình thêm một cái gánh nặng nữa. Trước kia thì là bên đôi vai trái thì là khoản nợ, bên phải thì là ngôi nhà, nhưng mà đến bây giờ thì có thể đi là bỏ đi được là một phần nào đấy rồi cô bác. Đấy, hôm nay thì đi xuống thì mẹ anh thì cũng vừa mới về thôi. Đấy, vừa rồi thì Cương có bảo là lấy một con ngan xuống nhỉ. Thế thì tối nay là sẽ mổ ngan, chắc là mổ ngan của nhà Cương ấy nhỉ. Cái ngan này là bà tự nuôi hay là tự nuôi ạ? À, là bà là tự nuôi được à? Vâng. Đấy, thì Cương đưa mic cho anh một tí nào. Đấy, Cương thì uống nước ấy nhá. Tại trên nắp không? Đấy, cũng vừa rồi thì kèm thêm một con ngan thì Cương có gửi cô bác ạ, gửi là rượu này, thêm là với lại cả bánh kẹo nữa, thêm là cả gạo nữa này á. Thế này là không biết là đến giờ phút này thì cô bác theo dõi ở trên kênh thì như thế nào, nhưng mà đối với cháu Lực thì là cháu Lực rất là xúc động cô bác ạ. Đấy, áo thì là bà bảo là làm không kịp rồi, cho nên là lấy vải xuống để cho mẹ cháu Lực là may cho cháu Lực là một cái bộ áo. Đấy, ở đây thì là ở bên phía bên ngoài cô bác nhá, ở đây thì cũng được là bà là nhuộm vải hết rồi cô bác này. Đấy, này thì là truyền thống áo của dân tộc Nùng cô bác ạ. Đấy thì bây giờ thì những cái đồ này là Cương đem về, đem lên thì chắc là cháu Lực cũng sẽ gửi cho lên trên cho ông bà tổ tiên trước. Đấy. Đấy, gửi lên cho ông bà tổ tiên trước cô bác ạ. À, thế là phải mở đây đúng không? Đấy, em gái thì hôm nay là làm quay phim cho cháu Lực luôn cô bác ạ. Đấy. À, hôm nay thì rất là bất ngờ của bác ạ. Khi mà Cương đến đấy, bảo bà là thắp hương lên trên bảo với các cụ của bác ạ, hay bảo với các cụ một chút. Đây, khung cảnh bây giờ thì gần tối rồi của bác đây. Đây, thóc thì hôm nay là gom ra là vẫn còn chưa kịp phơi cả. Đấy, có lẽ là bây giờ Cương với lại là thanh niên là hộ hộ bây giờ hộ anh đi nhờ. Đấy, cho em gái của cháu Lực là trông bé đó của bác ạ. Đấy, hôm nay là Cương với lại là thanh niên là tự túc thôi nhá, tự túc hộ anh một tí nhá. Rồi, thanh niên này là chưa có gặp lần nào nhỉ? Ờ? Em thì chắc thì chưa anh. Thế là vừa ở gần nhà Cương không? Gần nhà Cương à? Vừa rồi thì mẹ bán nái ở tình nhan bán ạ. À, đây này cô bác này. À, thêm là một con ngan nữa. Đấy, bây giờ thì bảo mẹ là đun nước của bác này. Đấy,
ở trong nhà thì trong bếp của các bác thì vẫn còn đun bằng bếp củi này này. Thế là vừa rồi là Cương là từ 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 nhà xuống để tầm độ mấy giờ rồi? Từ tầm 3:30 rồi à? Ôi, Cương thì có vẻ như là sau một cái thời gian mà khá là lâu rồi cô bác chưa có gặp mặt, thành ra là nhìn em là lớn rất là nhanh cô bác. Hãy tránh thủ là bây giờ là nước là cô bác này, nước là vẫn còn chưa có sôi ấy cô bác. Tranh thủ với Cương là đi đào run để mà xuống cái này là câu một chút cá đó. Đây Cương phải đào chỗ khác này, chỗ đây như là đào thì nó không có run đâu. Tầm đây này, đấy. Đấy tầm đây này, đấy. Không tầm chân của bạn này này. Đấy. Cái này cuốc là có mà, run này nhiều. Một tí nữa bỏ run vào cái xô này này. Có vẻ như cuốc mấy nhát rồi, chưa thấy run đâu á. Run này không phải cuốc sau đâu mà Cương, cứ bới bới trên nó là có. Không có à, đây tầm này này. Cái chỗ này là những cái đất mới này, là chỗ lực là cuốc lên hết đấy cô bác ạ. Cuốc lên để mà tìm run đấy. Được chưa ạ? Đấy, thanh niên kia không cần cuốc này. Đây, đồ bỏ vào xô này này, run đấy. Cá này thì là cá có cả chép cả cá rô các bác ạ, cá trôi nữa. Đây 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 đây, chân Cương. Đây bỏ vào xô này này. Đây Cương thì nói là một thanh niên lớn rất là nhanh các bác ạ. Cương ấy phải nói là em ấy có một cái tinh thần mà tự giác rất là cao các bác ạ. Như đối với lại là hoàn cảnh của em Cương ấy, cháu được đi giúp ấy, thì phải nói là đến thời điểm hiện tại thì cháu được thấy rất là tự hào các bác. Không, em không có phụ thuộc là nhiều cả. Ra bên này con toàn con nhỏ thôi, cuốc ở bên này này, bên kia mới to hơn này, Cương ạ. Em thử cuốc ở đây này, chỗ này này. Để anh dọn cây này. Đấy, ý là câu được mỗi con, đừng cuốc một con run lên tầm độ 2 cân nhá. 2 cân run là sợ đấy. Đấy, dưới kia, ao thế này. Đây, đây thì là ở nhà thì bố mẹ có đào là một chút là cái ao nho nhỏ các bác. Thỉnh thoảng thì bắt cá này, này kia. Bây giờ thì phải tìm cái cần á. Ngàn thì ở nhà cũng có một chút rồi. Nha, cần nó ở tầm rìa này này. Hãy thử xem là em Cương là câu cá đấy chưa? Được không? Vừa mới thả xuống đâu đó là tầm độ là được 10 giây đâu bác ạ. Này thì chắc là chỉ có cá rô phi là nhiều thôi cô bác. Cá rô phi thì sinh trưởng là rất là nhanh. Cho nước vào một tí em ơi để nó mới không bị bay ra. Này đâu đó tầm độ được 15 đến 20 con là được một đĩa rồi đấy. Cá rô phi này chỉ có thích hợp với lại là chiên giòn đúng không ạ? Em không phải cho nó chạy đâu mà, kệ kệ nó cũng được.
Đừng để cho nó sâu quá. Sâu quá là cái móc nó đi chậm chậm xuống đấy. Nó ăn nó khó. Thấy. Con này là cá gì đây? À, con này là cá chép này. Rồi, cá chép này thì ăn chứ. Câu được con nào là con đấy à? Dưới này có con độ tầm là 2-3 cân đấy. Nhá. Cái cân này có nhưng mà không biết là anh em mình có câu được con đấy không nên nó quan trọng. Cân này chắc được 5 cân nhưng mà thấy à, rung rung là giật luôn nhá. Từng con to giật mạnh quá. Cô anh Cường là thả xuống một tí thôi là được là 2 con rồi các bác ạ. Một con cá rô phi lại một con cá chép à. Đấy thêm một con nữa. Những con này thì là đủ tiêu chuẩn là để mà chiên chiên giòn này nhỉ. Bây giờ thả cái này xuống. Xử đi. Ôi rồi ạ. Thanh niên này là lấy vợ chưa? Lấy vợ rồi à? Sinh năm bao nhiêu? À, thế là hơn anh có anh hơn có 3 tuổi thôi. Như trước đi học nhà anh à. Trước là nếu mà anh học lớp lớp 12 là em vào lớp 10. Đấy. Đấy rồi. Đây là đâu đó tầm độ là hơn 2 phút đâu các bác. Cường câu được 4 con rồi. Mồi là cứ một con một miếng. Cương cứ để tận dưới dưới này Cương này. Hay để tận dưới cũng được mà đấy. Ôi. Nhanh quá nhanh quá. Đấy. Con này là chép. Chép à? Đủ tiêu chuẩn ăn chưa? Rồi đủ ấy. Con này là đủ tiêu chuẩn rồi. Chép này thì là trước là ở ruộng của bác ở ruộng này nha là ở ruộng cái này này các bác này à, xong là tháo nước đi trong bát thả vào đây cá chép ruộng thì nó đâu đó tầm độ là được 2-3 ngón tay thôi là quay đầu rồi. Trên nhà Cương là có nuôi cá chép ruộng không nhỉ? Không không đâu à? Em không mua được à. Nó giật nhiều. Em giật mạnh quá, giật mạnh quá tí sợ run nó bèo mồm nhá. Phải giật là vừa vừa thôi. Giật cho nó đủ lực để cá thôi. Cương này là xuống nha anh, là đợt này là đợt thứ mấy rồi nhỉ? Đợt thứ hai rồi nhỉ? Rồi, bây giờ thì sẽ phải là thay miệng đã. Thay mồi đó cô bác ạ. Một miếng mồi mà được tầm độ 4 con rồi. 5 con rồi à? Đúng rồi. Anh em mình cứ làm bây giờ đến nước sôi là được đấy. Số con là được một đĩa rồi. Quá thì đừng lên hai. Nhà của em Cương có bác ạ. Nhà của em Cương thì được nằm ở trên chỗ mà tay chỗ lực chỉ ấy, ở dưới cái đám mây thằng trắng ở dưới này có bác này. Đấy, bên này thì là bên kia là nhà của em Cương, còn ra phía bên này một chút thì là nhà của Sử. Giờ này thì có vẻ như là giờ cá đang đi ăn hay sao các bác ạ? Thầy Cương là giật từ nãy đến giờ là giật điên liệng đấy nhá. Thế mà trong khi đó là trên kia là vẫn còn ngan này. Mất tơ xin muối. Này nếu mà dùng cái màn đấy các bác vét thì nó sẽ được con to. Nhưng mà cũng lười quá thôi, lựa chọn là lấy câu thôi. Ôi con này. Con này thì nếu mà để chiên giòn thì cũng được. Nhưng mà nó hơi bé. Ăn cả cứt. Con này được. Đấy. Ăn cả cứt luôn. Không, cái này tí mình vẫn mổ mà. Không phải ăn cả cứt đâu. Cương thì nói là ăn cả cứt rồi.
Cái con đấy là không cần phải thả đâu, một tí nữa mình chiên giòn lên là được. Không sợ đâu mà. Nó anh câu suốt ngàn nó bơi qua bơi lại nó vẫn ăn mà. Mất mồi rồi. Bây giờ là tầm 1 phút nó không ăn là hết mồi rồi. Đấy, đây thì Cương có câu một lúc này này các bác này. Được đâu đó là tầm độ là 8-9 con rồi. 8-9 con rồi đấy nhỉ. Thế là anh em mình làm đến tầm độ 20 con nữa. 20 con thì đủ nữa. Căng căng dây đấy nhỉ. Đấy. Đấy, nước thì có vẻ như là chuẩn bị sôi một chút rồi cô bác này. Ra bên ngoài thì vừa rồi là một tí nữa là hôm nay xem là tầm độ bao nhiêu nè. Ui à, cô bác ạ, khá là nặng ấy, tầm độ là 7-8 cân đấy. Đấy, bên này thì làm một cái kho để mà củi này kia. Đấy, dưới gầm sàn nhà thì vẫn còn rất là nhiều đồ đạc. Rất là mong các bác thông cảm của bác nhé. Ở đây thì sát này thì bố cho Lực là lấy về để mà mấy nứa giải ván ở trên này các bác ạ. Đấy, còn em gái của cháu Lực thì đang rửa rau này. Đây là rau gì đấy em? Rau cải. Rau cải à? Cháu Dân xin chào cô bác anh chị. Rồi, hôm nay Linh Ngân đi đâu rồi? Hôm nay đi chơi rồi anh ạ. Hôm nay em có đi hộ ai không? Hôm nay có anh ạ. Hôm nay em đi hộ bác xóm, đi giả công. À, giả công à? Hôm nay thì là em gái của cháu Lực cô bác này. Thì nghe tin em Cương với lại bà xuống ấy, thì em cũng dừng lại việc là đi hộ các bác luôn, là về nhà phụ giúp cháu Lực là nấu cơm này. Còn cái gì đây hả? Chuẩn bị hôm nay nào? Thì là rất là bất ngờ em Hương đột ngột xuống ấy, nên là cháu ra phụ anh Lực thì rửa rau với lại đun nước để thịt con ngan ấy. Ở đây thì hôm nay là cũng không có chuẩn bị được những cái món gì cả cô bác ạ, ngoài hiện tại đang câu cá thôi. Lên trên nhà thì bà em Cương với lại mẹ cháu Lực là đang ngồi ở đây để uống nước các bác ạ. Ngồi uống nước để mà xem lại những cái hình ảnh về em Cương khi mà còn chưa có làm. À, đây là làm nhà mới rồi các bác ạ. Đây, đợt đấy thì không khí là lạnh một chút các bác. Cô bác này hòn khâu nào bà nãy? Nào hòn nào ra? Ừ. Nãy bắt ngập bao giờ lấy? Không là xin có thông lắm. Xay một chút. Xay á? Nó lòng vẫn lòng. Cái bà của em Cương là vừa mới bị ngã xong các bác. Mi dâu gió còn mi anh ấy? Nào lúc con cái con nó quay Thế là hỏi bà là còn chút dầu gió không các bác? Cháu được xem là trong túi này. Này, trong túi này còn dầu gió không? Túi, đây. Cái túi của cháu Lực của bác ạ. Túi này thì mới có, đâu đó là trong đấy là có một lọ, nhưng không nhầm rằng đây đấy. Này nai à, nai lỏ nai lỏ do lỏ tại văn này chúng mà đang lán bay đuối mới tải nổ tải tại giờ con é tải á. Ồ. Tài à? Hôm nay thì có thêm cả con của bác với lại thêm là của bác hàng xóm ở gần nhà Cương nữa. À, tiếng tiếng hôm nay à? Bà thì có vẻ như là lâu lắm rồi chưa biết mở của bác ạ. Cái này thì mở rất là khó của bác ạ. Gửi từ bên nước ngoài sang ấy. Phải giật giật một chút thì mới được. Đấy, đang xem lại những hình ảnh của bé của em Cương. Đây bố Tài. Đây nữa. Các bà thì vẫn chưa có biết mở của bác ạ. Mai làn khéo mà nhỉ. Nãy tiếng tiếng cái này phải.
Nãy phải học tiếng nó mạnh nó nãy không? Đấy, bảo với bà là phải vặn mạnh thì mới được cô bác ạ, cái lọ này. Ấy tàu tàu khát rồi nãy bà là nôm khát rồi, nôm khát rồi đấy. Này thì mở rất là khó cô bác ạ. Để cho bà với lại các bác là ngồi ở nhà thì ra bên kia xem là cương thì đã câu được cá chưa cô bác. Đã câu được tầm độ là bao nhiêu rồi. Dân thì nước sôi xong thì bảo nhá. Nước sôi thì bảo anh nhá. Để anh ra bên này là xem mấy anh em này câu được cá chưa. Này thì một tí là sẽ phải hái thêm là lá lốt này kèm này cô bác này. Như là kèm với cá. Được tầm 20 con chưa? Hả? Em cứ câu đi, câu tầm độ được 2 đĩa gì đây. Ủa chưa? Ua ơi. Câu một lúc luôn này cô bác này, được rất là nhiều này. Có cả cá rô phi này, cá chép này. Đấy. Cá chép này là cá chép ruộng hôm nọ vừa mới thả. Anh em thì là mỗi người là một công một việc cô bác ạ. Cương thì hiện tại là đang làm món gì đây Cương? Món canh, canh xương. Đây thì là xương xào, xương với canh với lại là măng cô bác ạ. Bên này thì là ngàm này. Ui, xấu quá. Thử xem là được chưa Cương? Một cái góc bếp thì cũng khá là hẹp thôi cô bác, không có được gọn gàng, cho nên là rất là mong là các cô bác thông cảm cô bác nhé. Ngan này thì là Cương là cũng tự lấy từ nhà xuống cô bác ạ, một con ngan với lại một con vịt rất là to. Này thì có lẽ là bây giờ là em đi lượt một lần xong là đi em đi xem cái chậu nào nhé. Vâng. Tí mình vớt ra. Cương thì mấy tháng không gặp là nhìn lớn hẳn nhờ. Bây giờ có bao nhiêu cân rồi Cương? 54. Dạ? 54. 54 rồi. Vâng. Ôi thế là 54 là bằng cân với lại cháu Lực đấy cô bác. Lúc mà cháu Lực ăn no lên thì mình có 54 rồi, không ăn no thì chắc là tầm đó là 53. Đoạn canh này thì có vẻ như là cái bếp này thì là cũng được là bên bên xá của bác ạ. Là phát cho. Thì ra là cái bếp này không có được mạnh như là cái bếp ở bên kia. Cái bếp ở bên kia thì nó mạnh hơn. Cái này là đào đào một lúc nữa thì là lấy. Anh có chợ nhôm không? Để vào. Hả? Anh chợ có chợ á? Hả? Chợ nhôm có hay sao ấy, nhưng mà không biết là chợ này trông cái gì? Chợ này to không? Có nước rồi thôi. Có một cái rổ nhôm. À em lấy cái này được không? Được. Đấy cái nồi cơm điện này. Liệu có vừa không? Không. Xui xui nè. Bên này thì em đang rán cá này cô bác. Cá này thì vừa rồi là mấy anh em là có câu được đấy cô bác. Ngan này thì có vẻ như là sắp được rồi. Ở trên nhà thì hiện tại thì bác với lại là thêm là các bà là đang ngồi tâm sự với nhau cô bác. Hôm nay thì có bà của Cương xuống cho nên là cũng hợp cạ với lại là bà của cháu Lực. Bể nhà cháu Lực thì làm từ rất là lâu rồi cô bác ạ. Cái bể này thì làm đâu đó là tầm độ là được là mười mấy năm rồi đấy cô bác. Từ hồi cháu Lực còn học lớp 2, lớp 3 hay sao á, nó làm rồi. Thưa cô bác, hiện tại thì cơm mọi cái thì cũng đã nấu xong hết rồi cô bác. Để giới thiệu với lại các bác một chút. Một là nhân vật
nhỏ tuổi của bác ạ. Năm nay Linh Ân được bao nhiêu tuổi rồi? Nói cho các ông các bà nghe xem nào. Cho các ông các bà. Nhưng mà được bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi. Cháu được 3 tuổi. 3 tuổi. Rồi. Thế bây giờ Linh Ân chào các ông các bà nào. Tôi chào các ông các bà. Rồi. Hôm nay là Linh Ân ra nhà bác làm gì đây? Ăn cơm hay làm gì? Ăn cơm. Ăn cơm à? Thế bố đi đâu rồi? Bố đi làm. À, bố đi làm rồi à? Thế là Linh Ân đang học lớp mấy tuổi đây? Học lớp mấy tuổi? 3 tuổi. À, học lớp 3 tuổi rồi à? Thế tuần này có được bé ngoan không? Không được đâu. Sao lại không được thế? À? Ăn cơm. Sao lại không được? Ăn cơm. Được, không được, được ăn cơm á? Ừ. Hỏi một đằng là trả lời một nẻo rồi cô bác ạ. Tuần này thì vẫn được bé ngoan, nhưng mà tuần trước thì không được bé ngoan cô bác ạ. Do là cả lớp là nói chuyện là nhiều quá. Đấy, hôm nay thì ngoài bác của Cương ra thì là cũng có thêm là bác của cháu Lực nữa cô bác. Đấy, các bác thì là rất là thích xem những cái video mà cháu Lực chia sẻ lên. Đây còn đây thêm là một cái một bé nữa, đây là bé Bảo Trân, cũng là con của cháu gái của cháu Lực cô bác. Đấy là với lên máy quay nhỉ. Bye bye. Bye bye. Bye. Chưa được 1 tuổi đâu cô bác ạ. Bye bye các ông các bà. Năm nay thì cũng là tuổi rồng cô bác ạ. Đấy. Cháu Lực cũng là tuổi rồng mà Linh bé Bảo Trân này cũng là tuổi rồng này. Đấy, một mâm cơm là nho nhỏ thôi cô bác. Hầu như là đồ là em Cương là em ấy lấy từ trên nhà xuống hết cô bác ạ. Cùng với lại bà đấy. Đấy, bây giờ thì đang làm thêm một chút là thủ tục nữa cô bác. Đấy. Hôm nay thì để mà chia sẻ lên đấy cô bác thì cũng phải nói với lại các cụ rằng là thời gian qua thì cũng được là các cụ phù hộ, cho nên là đến hôm nay thì cũng được là gia đình của em Cương là ra. Trên kia là còn một món dâu nữa nhỉ bây giờ ấy. Đây, ở đây thì giới thiệu với các bác một chút này. Món này là măng trúc của bác nhá, măng trúc nhỏ. Đấy, nếu như các bác có thích măng trúc này của bác, măng trúc này thì để ăn mì tôm này kèm với lại là cơm nguội là rất là hợp của bác. Làng quê thì khi mà vào đến buổi đêm của bác rất là yên tĩnh. Xong hết rồi chưa? Xong rồi đúng không? Rồi. Thế là bây giờ là chuẩn bị ăn cơm thôi. Một góc bếp mà củi với lại là bếp, góc bếp điện này, bếp ga này nhỏ nhỏ thì được là nằm ở dưới dưới kia của bác ạ. Đây, từ thời xưa thì cháu Lực là ngủ ra góc bên này của bác này, ngủ chuồng trâu. Nhà Cương là bây giờ có nhìn thấy nhà không nhỉ? Tối tối lắm nhỉ? Chỗ tít bóng điện sáng sáng kia đúng không? Đấy, nhà Cương thì là ở tít trên kia của bác ạ. Chỗ có một cái bóng điện sáng sáng nhỏ nhỏ đấy các bác. Đấy, bây giờ thì vào ăn cơm đi Cương. Vào ăn cơm đi Cương. Đấy, đi vào đi. Đấy. Đang xem lại một chút là cái hình ảnh mà hồi đi Hạ Long của bác. Này à, giờ bóng này mà chỉ khẩu lắm ạ. Không tắm á. Bố đã tiêm vào rồi. Đấy, Linh Ân thì là chắc là đói rồi cô bác ạ. Đói chưa? Linh Ân của bác đói chưa? Không đói đâu á. Chưa đói. Không biết là nãy ăn gì đây. Đấy, ở trong nhà thì một cái không gian mà cũng khá là tối cô bác. Đấy, bà của Cương thì là có thể là hợp cạ với lại bà của cháu Lực thôi. Cho nhạc nhỏ nhỏ một chút cô bác. Ừ.
Vậy hôm nay thì có thêm là bạn của Cương nữa xuống là phụ là nấu cơm các bác. Vậy hôm nay thì là bố của cháu Lực này và thêm là bác nữa, thành ra là đi làm đám ma đấy các bác, đi đám ma ở trong làng, thành ra là về muộn. Ở bên kia còn một bà nữa. Vậy hôm nay thì sẽ gồm là đậu phụ này, măng nấu với lại là xương, thêm là cá chép với lại thêm là cá rô các bác. Vậy những cái canh đắng này, xong là mấy cái món trong làng nữa các bác. Đầu video thì cháu cũng đã nói với lại là các bác rồi, là cái bữa cơm này là lý do mà tại sao lại em Cương với lại bà lại đi xuống cháu Lực đây các bác. Thì theo như là cái một cái truyền thống nào đấy các bác, với lại thêm là bà Cương với lại Cương là quý, thì ra là mới xuống các bác. Bây giờ thì xin phép là chắc là ăn cơm rồi các bác ạ. Bác có bát chưa? Có đủ rồi đúng không? Tại là cái phần sàn này các bác này chưa có được làm mà thăng bằng, cho nên là mâm cơm là sẽ có mâm thấp là mâm cao một chút các bác. Chị Khâu nãy mong bác Cương ăn cơm không? Bắt đầu để nướng nó mi đĩa với nọ bố ở mà tôi liền nửa hộp nãy ít nó ngại mấy nấu giá mấy ngầu à dân thiệt thiệt nó tốt như chỗ nào thì dân đĩa thì tôi liền nửa đĩa thì mấy đấy. Cương ăn cơm đi Cương. Nào Cương gửi một lời tới các ông các bà ăn cơm nào. Con mời các ông các bà, các cô chú anh chị ăn cơm cùng con. Đấy rồi. Đấy, ăn cơm đi. Đấy. Hôm nay là thêm là được em là đầu bếp này cô bác này. Bác chủ thầu ấy. Ăn cơm đi, đấy. Linh Ân là bé nhất là được cái còng của bác ạ. Nếu mà thường thường là cháu Lực là nếu mà cháu Lực nấu cơm ấy, cháu Lực không có để còng đâu các bác. Đấy, bây giờ cháu Lực sẽ phải dừng máy quay để mà ăn cơm cùng với lại là gia đình đó các bác nhé. Và xin mời các bác cùng cháu Lực là ăn cơm. Và xin cảm ơn tất cả các bác, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng cháu Lực để mà kết nối được là hai bà cháu. Thưa các bác, hôm nay thì không thể thiếu được là những chén rượu, chén chè cả. Mấy anh em cùng lại các em uống vừa phải thôi. Còn các bác thì các bác là kiểu lượng cao hơn, sẽ uống được nhiều hơn. Cương thì cùng bác anh là uống một tí đấy. Uống đi, em uống với bác của anh à. Đấy. Cương thì mọi khi là đi làm thì có hay uống rượu không? Không rồi đúng không? Đấy, hôm nay thì khá lệ là uống một chút nhá. Bà Cương thì nhìn vẫn còn rất là khỏe của bác, bà Cương ấy. Bà Cương với bà cháu thì ai hơn tuổi hơn bác? Bà cháu hơn. Mẹ
cháu Lực thì không uống được rượu các bác ạ, chỉ uống được nước ngọt thôi. Đang giao lưu với lại là bà của em Cương là một chén. Thách nó cơ. Cho ta nghe rượu nhé. Rượu này thì cũng là rượu nhà em Cương là đem xuống của bác ạ. Rượu này rất là mạnh. Uống cho Lực uống tầm độ một chén thôi là thấy là mắt là hoa hoa rồi. Đây Lực chín rồi mẹ. Ôi làn chín đôi à? Nhìn nhớ. Đấy, Cương này, đấy, của hai bác là chưa có. Cương thì lớn lên rồi, là Cương là có người yêu chưa? Chưa. Chưa có đâu à? Vẫn đang tập trung lo là đi làm đấy à? Cương này phải nói là Trấn Lực rất là tự hào về em các bác. Sau khi mà cùng bên xã hỗ trợ gia đình của Cương xong thì đến cái thời điểm này Cương cũng tự biết là đi làm đấy, để mà kiếm được ra những đồng tiền. Cái gì đi phải cho tức thà tức làm đi thôi, không nữa. Mà là do tương số bác chỉ lấy lấy hơn hả? Mà như làm mới tà, như làm cái tài ra này. Mà tao nói này ăn còn mấy. Quan rồi, mà mà. Đấy, các bác là uống với Cương là một tí xong là gửi cho Cương là những cái lời chúc là đi ra bên ngoài là tìm được công việc nào mà tốt, phù hợp với mình hơn. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.